Này buồn vậy? Anh Khoa. Alo, 1, 2, 3, 4. Bữa nay em buồn quá vậy? Đâu có gì đâu anh. Không có cái gì buồn đâu anh. Không buồn đó. Em chỉ muốn qua đây cạnh nãy thế là mua bánh tráng kẹo dùng cho cái bà người chung đó. Em muốn là người với tắm rửa trong cái em thấy anh Lâm với anh Toàn mua bánh tráng kẹo dùng cho cái cô miền Trung của em á. Em muốn ra đây cho nó nói là cảm ơn thôi. Rồi em là người miền Trung mà. Rồi chân bị gì? Chân dạ, Khoa bị. Em bị đụng xe cũng qua. Chạy sao mà dữ vậy? Dạ không, tại vì em bị sau tim cũng qua đó. Em chạy xe em chịu ngoài đường đó chứ xe đụng lên. Trời ơi. Khoa ăn uống gì chưa? Dạ. Khoa ăn gì không? Thu Vương kia. Không, không, em đừng gọi gì em hết, em ăn uống rồi. Em ở đây chỉ là vì muốn cảm ơn anh Toàn với anh Lâm thôi. Thôi bây giờ là tới đây vui vẻ thôi, giống như là anh em mình, chị em mình gặp nhau, mình tâm sự thôi nha, chứ đừng có nói chuyện về tình yêu hết á. Tại vì biết sao không, bởi vì... Bây giờ em đã quyết tâm em tìm một cái người đàn bà rồi anh. Thôi bây giờ Khoa đừng nói chuyện, đừng bây giờ đừng có nghĩ về chuyện tình yêu. Bây giờ giống như là anh em, chị em mình vui vẻ thôi. Giống như... Biết rồi, em rất cảm ơn chị Thu Vương. Em hôm nay em đã vô với đạo khác rồi. Em không còn gì nữa hết. Chứ Khoa rất là tốt luôn, chứ Khoa không có ý gì. Khi mà đăng những clip của Khoa lên thì rất là nhiều anh chị comment nói là Khoa rất là chí lý nè, Khoa rất là nói câu nào là chắc câu đó, với lại rất là thương cho những chị em cộng đồng LGBT đó. Khoa rất hiểu đồng cảm những hoàn cảnh của họ. Hồi nãy em vừa tắm rửa cái em mới mở mạng lên coi ở nhà, mở mạng lên coi cái em thấy anh Lâm anh Toàn mua bánh tráng kẹo dùng cho cái cô miền Trung. Em mới muốn ra đây để ủng hộ cho cái cô đó thôi. Thật sự là em là người miền Trung luôn, cho nên em muốn ra để ủng hộ cho cô đó. Thì anh còn ra thì cô đi rồi. Tại vì em mới tắm rửa xong cái em mới nói ủa à, thế anh Lâm anh Toàn này mua bánh tráng kẹo mà cô đó nói ồ hôm nay cũng ăn bánh tráng kẹo hả. Cái em mới chạy ra đây, em thấy cô miền Trung, em nói để em chạy ra em ủng hộ cho cổ thôi chứ không có ý gì hết. Tại vì hậu kỳ quay Khoa đó, quay Khoa lúc mà quen Khoa lúc mà bột hai clip xe đạp đầu đó, lúc mà anh Khoa nói dạ. Gia Hân ơi anh đi quen này kia. Bây giờ anh đừng nói chuyện đó nữa. Đúng rồi đây, em cũng xin lỗi anh luôn là đúng rồi. Em chỉ còn là tình bạn đúng rồi giữa các anh ở đây thôi, giữa anh Lâm và anh Toàn với mấy anh đây thôi chứ không còn gì hết. Với lại ngày mai là em sẽ mời mấy anh đi qua bên chỗ nhà tình thương, mấy anh tình thương của em mới mang cho em chị một cô ấy, anh ở bên Giác á, ở bên quận 2, để các anh biết hoàn cảnh em đang nuôi các em trẻ một cô. Khoa đang nuôi luôn. Dạ em đang nuôi với cô em ở bên Chùa Giác, ở bên Trường Não á. Dạ cô em đang nuôi, sư cô đang nuôi những cái trẻ em bay ở tình thương. Em là cháu của cô ở trên đó, em đang nuôi những em trẻ mồ côi bị vứt trước cửa chùa đó. Cho nên em đang nuôi các em trẻ mồ côi. Rồi chân đỡ chưa, có uống thuốc gì chưa? Dạ không, em mới bị chụp hình trường hay rồi, bác sĩ nói rất thương một bó bột, em không có bó bột. Nói nghe nè, nếu mà thương Thu Phương, thương mấy anh em YouTube thì Khoa đừng có chạy xe đạp đồ này kia nữa. Dù rảnh thì Khoa cứ ra đây rồi Khoa ngồi không, ghế. Không, biết chân em không giờ không có ra xe đạp nữa. Có chuyện nói nước thương mà thấy bó bột, em không kịp bó. Thôi vậy làm nghỉ ở nhà đi, rồi chừng nào lạnh là mình ra chơi. Thấy anh Lâm nè, anh mua cái kẹo, em muốn ra đi ủng hộ thôi. Với lại là ngày mai á, em muốn mời anh Lâm với một số anh này đi qua cái mấy ông tình thương để thực sự là chứng kiến em đang nuôi mấy em đó. Biết rồi. Dạ em muốn mời chị Thu Phương là chị giúp em qua đó ủng hộ cho các em trẻ mồ côi, tại vì các em rất là còn nhỏ và bị cha mẹ vứt ở trước cửa chùa. Mấy giờ Khoa đi? Dạ thì em tính buổi sáng đó, nhưng mà các anh nói là bây giờ thôi để các anh khoảng 1 giờ rưỡi chiều mấy anh mới rảnh. Để mấy anh thu xếp đi ha, mấy anh thu xếp rồi còn Thu Phương này em muốn là đích thân các anh phải chứng kiến em nói là sự thật. Em biết rồi. Em không muốn nói sai sự thật. Cái gì nó đúng. Thì mọi người ở đây đều ai cũng tin Khoa hết, nhưng mà nếu mà Khoa thương Thu Phương giống như là Khoa hãy nhưng mà chị Thu Phương em muốn chị, em thấy chị đi phát cơm. Em thấy chị đi phát những cái cái chuyên viên cho những người. Chị biết không, ngày hôm qua là vì sao đông khách không? Ngày hôm qua là em qua đây buổi chiều đó em mới lấy tiền của em đưa cho Gia Hân. Cái em không mua món gì hết, em muốn cho Gia Hân buôn mày bán đắt. Cái em thấy quán của chị Thu Phương ngày hôm qua là coi như bán đắt khách mà để ra trong ngoài đường.
ngày qua về em vỗ tay mừng lắm. Dạ. Rất là mừng, ngày qua em ủng hộ trước đó chứ bộ. Đúng rồi, có nghĩa là Khoa mở hàng đúng không? Đúng rồi. Giống như là Khoa thấy là giống như là Khoa luôn luôn lúc nào cũng đem sự may mắn cho Gia Hân. Đúng rồi. Thì Khoa tính không, dùng tiền của mình để mà. Không phải Gia Hân nữa mà là muốn ủng hộ cho chị Thu Phương. Tại tình cảm của chị Thu Phương rất là tốt với em. Dạ. Cho nên là em phải ra đây ủng hộ buổi chiều hôm qua. Em bỏ tiền ra mà em không lấy một thứ món gì hết. Và em thấy là ngày hôm qua em mới mở hàng, cái trời trong mây lành và khách để ra tới ngoài đường, em mừng lắm. Đúng em rồi. Mừng lắm. Hôm qua thì vô tình được Thu Phương có lướt TikTok thì thấy Khoa tấp ngang đồ, gái đồ, nói là ông ơi đừng mua nữa, để cho những hoàn cảnh khó khăn, những người buôn bán được buôn bán, được đắt khách, đồ này kia kia nọ. Có thấy Khoa thì nhân tiện hôm nay thì mới đến chủ Thu Phương. Em nói cho chị Thu Phương biết là dạ. Em là đệ tử của chùa Việt Nam Quốc Tự. Dạ. Ở đường 7 tháng 2 và chùa Ấn Quang. Và em đang nuôi trẻ mồ côi ở bên Dự Giác đường 2. Thì đó, thì như vậy nên là em thấy em đồng cảm với chị Thu Phương. Em muốn là cầu nguyện cho chị Thu Phương buôn bay bán đất. Là em vui rồi, ngày qua để ủng hộ cho chị Thu Phương. Chứ không phải em ủng hộ cho Gia Hân đâu. Đúng rồi, nếu mà Khoa thương anh ngày, em. Ngày hôm qua nếu mà chị Thu Phương không tin em thì chị Thu Phương cứ hỏi Gia Hân có phải là em đưa tiền buổi chiều ngày qua hay không. Tin, những điều Khoa làm là Thu Phương đều tin hết. Nhưng mà Khoa phải để cho Thu Phương nói, hiểu không? Bây giờ để cho Thu Phương nói một câu thôi nha. Dạ, dạ. Ok, thì rất là cảm ơn. Thì nhân tiện đây có mấy anh YouTube rồi nè. Thì Thu Phương xin thay mặt quán Lan Quế Phường thì rất là cảm ơn Khoa. Cảm ơn Khoa đã luôn mang những năng lượng tích cực, mang những tiếng cười giống như là đi ngang qua rồi làm cho mấy anh chị ăn cái viên chiên đều vui hết á. Ai cũng ủng hộ giống như là mối tình mà Khoa dành cho Gia Hân hết. Nhưng mà giống như là Khoa phải hiểu là giống như là trong cộng đồng của mình đó, thật sự thì giống như là mình đừng có nghĩ tới chuyện yêu đương, thì mình cứ sống thoải mái, sống lạc quan, đem tiếng cười để cho mọi người đi. Nhưng mà ngày hôm qua là em thấy là mẹ của chị Thu Phương, dạ, cười rất là vui. Dạ. Chị thấy là chị Thu Phương bán được. Yeah. Mà thấy mẹ chị ngồi ăn với cái chị Nhung á. Dạ. Em rất là mừng, thấy mẹ chị cười là em vui rồi. Ok. Em cũng cầu chúc cho chị Thu Phương và mẹ của chị được nhiều sức khỏe, an khang, mạnh khỏe, gia đạo bình an, mọi sự được hanh thông, buôn may thì bán đất, thuận buồm thì xuôi gió, mọi sự đại cát đại lợi. Ồ, cảm ơn Khoa rất là nhiều nha. Thì bà đấy chủ Thu Phương cũng chúc cho Khoa với lại gia đình được sức khỏe nè. Cảm ơn luôn chị. Luôn lúc nào tâm cũng an lạc. Em mong là chị sẽ luôn đối xử tốt với em. Em chỉ mong là tình cảm của chị lúc nào cũng dành cho một thằng em như em, để em có tình cảm đối với chị Thu Phương. Dạ thôi. Dạ, thì đó thì tình cảm. Nhưng mà bây giờ em muốn giao một người lại cho anh có chịu vui không? Giao một người chưa? Em muốn giao một người mà em rất là mến thương và em muốn chị Thu Phương giúp đỡ cho người đó để được hạnh phúc, được không? Hạnh phúc là sao? Là Thu Phương chưa hiểu được vấn đề. Tức là em giao Gia Hân lại cho chị Thu Phương và anh Quang. Mong anh Quang sẽ đối xử với lại Gia Hân thật tốt. Đừng để cho Gia Hân phải khóc, đừng để cho Gia Hân phải buồn. Vì Gia Hân đã nói với em một câu ở trên mạng mà bây giờ làm bao nhiêu người trong gia đình em nói tại sao em là người tu hành nữa mà tại sao em ác, gieo cái tiếng ác cho người ta. Gia Hân nói là em nắm tóc Gia Hân, nếu em thương Gia Hân mà em thương Gia Hân mà em về em không cho Gia Hân ngủ, em nắm tóc Gia Hân mà em sẽ đánh bực vô mặt Gia Hân. Đâu có đâu, có đâu. Gia Hân có nói. Giống như là Gia Hân sợ á. Anh cứ coi lại cái đoạn đó đi, em không nói dốc. Và em cũng nói chị Vân nghe là em ra đây là vì tình cảm của mấy anh YouTuber thôi, chứ em không phải vì Gia Hân nữa. Cho nên là em chỉ mong là Gia Hân được hạnh phúc. Em giao Gia Hân lại cho chị Thu Phương quản lý Gia Hân thật là tốt. Dạ. Và đừng để cho ai làm cho Gia Hân phải buồn, rơi một giọt nước mắt. Ok. Nếu cho Gia Hân được có công việc ổn định là nhờ chị Thu Phương rất là nhiều. Ok. Ơn chị Thu Phương rất nhiều. Ok, thì cái lời đó của Khoa thì mấy đứa Vũ Thu Phương sẽ xin nhận. Giống như là sẽ không để cho ai bắt nạt mà ăn hiếp Gia Hân nữa. Đó thì hôm bữa đó. Vivi nữa, và Vivi rất là đối xử tốt với là em. Cũng giống như cái tình cảm của chị Thu Phương đối xử tốt với em rất là mừng. Em thì đó mừng. Thì mà khi mà những chị em trong cộng đồng ACBT giống như là những người buôn nhưng bán như Gia Hân, là Vivi. Em muốn xin phép chị Thu Phương là em muốn nói là các anh YouTuber ơi, các anh hãy quay đúng sự thật. Đừng nói thêm nói bớt về ai hết. Đừng làm cho người ta đau khổ. Yeah. Vì các nghệ sĩ đã bị nhiều rồi. Em không muốn trai bị gì nữa hết. Hãy nói đúng sự thật.
đừng nói thêm nói bớt để cho mọi người không bị đau khổ nữa. Ý của anh Khoa có nghĩa là giống như là mấy anh quay giống như là có sao thì để vậy thôi, thì mấy giống như mấy anh thương Khoa thì mấy anh giống như là quay những clip về chân thật về Khoa chứ Khoa không có ý gì hết đó. Thì nhân tiện này có các kênh, có kênh của Toàn Vlog nè. Nhưng mà hôm bữa chị Thu Phương có nói một câu này mà em nghe em buồn. Câu gì Khoa? Chị Thu Phương nghĩ là em cần tiền của chị Thu Phương. Không, chị không có nói mà. Chị có nói 3 triệu 4, 6 triệu. À trời ơi, chết rồi, Khoa hiểu lầm rồi. Chị Thu Phương, em quý mến chị là vì tình cảm, vì cộng đồng của chị. Và em tới đây để ủng hộ cho chị, chứ không phải em vì tiền của chị. Mà chị lại nói như vậy á, là cả gia đình em đánh giá em rồi. Chị Thu Phương nói là có để trả lại tiền cho anh Khoa mua tai nghe này nọ, em đâu có cần. Không, gia đình em không có thiếu tiền. Không có, Khoa hiểu ý Thu Phương không, rồi. Chị Thu Phương nói bây giờ là bây giờ cả gia đình em, cả cộng đồng mạng sao đánh em rồi. Không, bây giờ chị sẽ đính chính lại. Thôi chị... khỏi, em ngoan ước không cần cầu biện bạch. Em chỉ mong cho chị Thu Phương đại cát đại lợi, buông mây băng đất, thuận buồm xuôi gió, gia đạo bình an. Mẹ của chị Thu Phương được nhiều sức khỏe, mạnh khỏe, sống lâu bên chị Thu Phương. Và cầu mong cho quán Lan Quế Phường càng ngày càng đắt khách để cho chị Thu Phương có cuộc sống được tốt đẹp. Thì em mừng rồi. Biết rồi, chị biết rồi, nhưng mà ý là chị đính chính là cái vụ cuộc... Không cần, chị không cần đính chính. Em đã bị oan ức rồi, chị đừng đính chính nữa. Mụn màng. Rồi nếu mà nói như vậy là trên mạng sẽ chỉ trích Thu Phương á, sẽ nói nhưng là... chị khỏi cần nói gì nữa, chị đừng có bị biện bạch gì nữa, em không cần nữa. Và nhiều người đã nghĩ em như vậy rồi. Gia đình em đã la em. Cho Phương nói lời đi anh. Cho Phương nói đi. Không cần nói gì nữa. Và em chỉ mong ra đây để mà chúc cho chị Thu Phương buông mây băng đất, thuận buồm xuôi gió, gia đình mạnh khỏe. Mẹ của chị Thu Phương được mạnh khỏe, sức khỏe được dồi dào. Gia đình được an ổn, bình an, đại cát đại lợi, buông mây băng đất thôi. Bây giờ cho Thu Phương nói một câu, anh ăn nỉ Khoa dạ, luôn á. Em sẽ nghe rồi chị Thu Phương nói. Ok, nè Khoa, cái như là cái clip hôm bữa là chọc da hơn á. Có nghĩa Thu Phương nói là cục sạc như là 3 triệu mấy 60 là Thu Phương chỉ giỡn thôi chứ không có ý gì hết á. Cái đó là chị Thu Phương đang biện bạch, nhưng mà giờ gia đình em đã hiểu hết rồi. Và gia đình em đã nói... Cô chú ơi, những gia đình bên anh Khoa ơi, khi mà anh cô chú đồ coi cái kênh này là con giỡn với anh Khoa, chứ thật sự là con không có gì tiền nhịn Khoa nha cô chú. Đó, bây giờ em sẽ xin lỗi mẹ. Khỏi cần xin lỗi, gia đình em đã la em rồi. Gia đình em rủa em nhiều lắm rồi, gia đình em nói tại sao con lợi dụng người ta như vậy. Không có lợi dụng gì hết, hồi xưa giờ Khoa ở đây là Khoa chưa bao giờ lợi dụng Phương một cách bạc nào hết. Khoa còn bỏ tiền ra để mà giúp đỡ những người khiếm thị rồi mua vé số nữa. Thu Phương có coi clip Khoa mà. Nhưng mà bây giờ là cha mẹ em đã la em rồi, cha mẹ em nói tại sao em lợi dụng chị Thu Phương để mà lấy tiền của chị Thu Phương như vậy. Không có, là không có tốt rồi, con người em là bê bối rồi. Không, thôi khỏi miệng bạch gì nữa, chị đã nói ở trên mạng người nào cũng biết hết rồi, cả nước ai cũng biết em là con người như vậy rồi. Trời mọi người ơi, giống như là em bị vô thế vậy đó mọi người. Vô thế con trời chú. Trời chú, cái gì hết, anh chiếu tướng là lấy gì đường đó em đi nữa. Em ra đây là muốn ủng hộ cho chị Thu Phương. Em biết rồi. Chị có biết là em muốn cầu nguyện cho chị buông mây băng đất, thuận buồm xuôi gió, đại cát đại lợi, cho chị được nhiều khách ủng hộ cho chị thôi. Em không có ý nghĩ gì được xấu về chị hết. Em muốn cho mẹ chị mạnh khỏe. Ngày qua thấy mẹ chị cười vui là em vui rồi. Đông khách dạ. Là mẹ chị cười rất vui. Và chị Nhung cười rất vui. Em rất vui luôn. Nói chung là thay mặt quán, tất cả các nhân viên đều cảm ơn Khoa rất là nhiều luôn. Đừng có cảm ơn em. Chị Thu Phương không được cảm ơn em. Em không nhận được cảm ơn đó. Và em đã bị oan ức. Em không cần cầu biện bạch gì cho em hết. Thôi vậy bây giờ cho Thu Phương chuộc lỗi được không? Không được luôn, em không có cần chị Thu Phương chuộc lỗi hết, em không nhận lỗi của anh. Nhưng mà cái clip đó là giỡn mà mọi thôi, người... đừng nói gì nữa, em đã bị gì rồi, em không cần ai xin lỗi hết. Một mình em gánh là được rồi. Không, cái đó là clip đó là Thu Phương giỡn. Đừng giỡn, đừng giải thích chị Thu Phương. Mà anh giận rồi đó. Em không có giải thích nữa. Thôi bây giờ Thu Phương hát lô tô tặng cho... Không cần luôn. Ý là hát lô tô chuộc lỗi? Không luôn. Hay là hát nhạc bô ly? Không luôn. Giờ làm sao anh Khoa mới hết giận? Chị Thu Phương, em rất cảm ơn tình cảm của chị cho em ngồi đây được. Em ngồi đây 10 phút nữa em đi. Ok, nói chung em ngồi cả ngày luôn cũng được nữa. Ôi, nhưng mà em bây giờ em muốn chị Thu Phương qua tiếp khách. Em không muốn vì em mà chị Thu Phương làm như vậy mất khách của chị hết. Vậy qua bển rồi chút Thu Phương vòng lại nha. Không được, chị Thu Phương qua đi luôn đi. Chị Thu Phương qua lo cho khách đi. Đừng vì em mà làm như vậy mất khách hết. Ý là hôm bữa là giờ đừng có quỳ vậy. Không có quỳ lên, em cũng thò chị, em xin chị, chị là gì là em quỳ xuống liền đó. Không có quỳ, ý là không quỳ, không tôi có quỳ. Chị qua tiếp khách đi. Rồi chị, ok chị ok ok rồi rồi, cảm ơn Khoa, cảm ơn, chết rồi. Chết rồi mọi người, chết rồi, cho em định hình chút xíu đi. Trời ơi, chết rồi.
Từ từ cho em định hình chút xíu nha. Rồi, hello tất cả mọi người nha. Lời đó đầu tiên xin cho VDF Vũ Thu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hân hoan đến tất cả mọi người. Những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại các kênh YouTube như là kênh của Toàn Vlog nè, kênh của anh Loto LGBT, kênh của Thu Phương Cá Viên Chi và kênh Sức Sống Mới nè, kênh của anh Đinh Giang Sáng. Thì cái clip nãy ý của anh Khoa là cái clip mà hôm bữa là cái tay phone với lại cục sạc đầu đó ảnh giận Gia Hân, giống như là Gia Hân không có đáp lại tình cảm với ảnh, là em có giỡn, là giống như là em nói rồi Gia Hân ơi, bây giờ Gia Hân phải đền. Bây giờ là Gia Hân phải đền cục sạc chứ đền tay phone lại cho anh Khoa. Thật sự cái clip đó là chỉ là giỡn thôi, nhưng mà em không biết là ba mẹ của anh Khoa có hiểu lầm không mà trách móc anh Khoa. Thì mong là cô dì chú bác mình đã xem clip rồi thì mình nhớ tha lỗi cho anh Khoa, lỗi là không phải là anh Khoa, có nghĩa là em chỉ giỡn với anh Khoa thôi. Thì rất là mong mọi người, những anh chị em, bạn bè mình xem kênh và mình hiểu nha mọi người nha. Đó thì clip lúc nào em cũng quay tất cả các mọi người nè, quay khách nè, quay anh Khoa, quay Gia Hân để mục đích là mang tiếng cười, giống như là gieo duyên, mang tiếng cười, giống như mang niềm vui đến cho mọi người. Thế thật sự là không có ý gì hết. Thì hôm qua được anh Khoa xuất hiện thì đứa là vậy. Em đi qua bển rồi hả? Em đi qua bển không? Đó thì hồi nãy giờ em có hỏi anh Khoa là đã ăn uống gì chưa, thì anh Khoa nói là ăn rồi hay sao đó. Rồi anh Khoa tâm sự là anh Khoa mới bị té xe và chân bị đau. Đó thì em có nói với anh Khoa là anh Khoa ơi, giống như là bây giờ anh đừng có nghĩ tới chuyện tình yêu nữa. Thì bây giờ giống như là mình chị em anh em mình vui vẻ với quán, thì anh giống như là đây anh ủng hộ hay không ủng hộ cũng được nữa, có bàn ghế đó thì anh cứ ngồi đó anh tâm sự với mọi người, cứ vui vẻ cứ vui chơi với mọi người đi, không cần phải chạy xe đạp mà nắng nôi mưa gió. Em thấy nắng nè mưa nè anh Khoa chạy xe đạp chạy đi chạy lợi, nhưng mà thực sự là anh Khoa không có ý gì hết. Anh Khoa lúc nào cũng như là mang niềm vui đến cho mọi người thôi, mong mọi người yêu thương anh Khoa cũng như yêu thương tất cả các nhân viên ở quán. Thì mọi người xem clip vui vẻ nha mọi người nha, thực sự là không có ý gì hết. Đó thì hôm nay là chân anh Khoa bị đau cho nên không có chạy xe đạp được. Thì rất là mong tất cả mọi người và VDS Vũ Đô Phương xin thay mặt tất cả các nhân viên với anh Khoa cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua mình đã luôn thương yêu và ủng hộ qua các kênh nha. Đó thì bây giờ thì kết thúc clip, VDS Vũ Đô Phương gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người và chúc cho mọi người, những anh chị em, bạn bè mình đang coi các kênh đó, có một buổi thứ hai đầu tuần vui vẻ và mát mẻ. Đó, đầu tuần mình vui vẻ thì cuối tuần mình suôn sẻ nha. Bye bye tất cả mọi người.